Hãng thông tấn Anh Reuters rạng sáng nay 21 tháng 6 đưa tin, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Congo đã chính thức tuyên bố dịch sốt vàng da ở 3 tỉnh thành, trong đó có thủ đô Kinshasa. Tính đến hôm nay đã có 67 ca mắc bệnh, trong khi đó vẫn còn hơn 1.000 trường hợp khác đang được giới chức y tế theo dõi. Theo báo cáo của Bộ Y tế Congo, trong 67 nạn nhân có 7 trường hợp lây nhiễm trong nước, 58 trường hợp nhập cảnh từ Angola, nơi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. 2 trường hợp còn lại đến từ khu vực rừng núi vùng sâu vùng xa. Hiện đã có 5 người thiệt mạng vì sốt vàng da. Thủ đô Kinshasa đang là mối quan ngại hàng đầu đối với giới chức y tế thế giới, vì đây là nơi tập trung đông dân cư với hơn 12 triệu người, trong khi cơ sở vật chất thì vô cùng nghèo nàn và yếu kém.